Một tin vui cho thành phố Đà Nẵng khi thành phố này tiếp tục giành giải nhất tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức. Đây là giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị tại Việt Nam trong năm 2022, đặc biệt là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng được trao giải thưởng này. Bên cạnh giải thưởng chính, thành phố Đà Nẵng còn đoạt thêm 3 giải thưởng chuyên đề gồm Thành phố giao thông và logistics thông minh, thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh đã và đang triển khai áp dụng thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Dự kiến lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tới trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022 và kỷ niệm 20 năm thành lập Vinasa.